Các bạn tin được không? Chỉ với thời lượng học 5 ngày, học viên đã có thể cập nhật xu hướng mới, nâng cấp được kỹ năng tay nghề và đặc biệt là thay đổi được lối tư duy trong ngành make up. Đây đều là bài make up test của các bạn khóa nâng cao cấp tốc Sài Gòn vừa rồi. Nhìn chung thì đa số mọi người đều gặp phải các lỗi về nền, tình trạng nền bị nhanh xuống tông, không đều màu, lớp nền dần xùi không che được khuyết điểm, nền bị trôi trượt trên da. Đây đều là các lỗi mà mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Còn về phần làm các đường nét trên gương mặt như lông mày, mắt và môi, các bạn làm chưa được tinh tế vậy nên khiến cho tổng thể lớp make up không được nổi bật. Và sau khi được xem cô giáo training, đặc biệt là có thể kiểm chứng được lớp nền thương hiệu thì học viên đã hiểu thế nào là lớp make up nhẹ nhàng tự nhiên mà vẫn cực kỳ nổi bật và thu hút người nhìn. Cùng nghi ngắm một số sản phẩm xuất sắc của các bạn học viên sau khi đã lĩnh hội được những kiến thức từ bài giảng của cô giáo Hằng Thu. Làm thế nào mà các bạn ấy có thể hiểu bài nhanh đến như vậy và có thể tạo ra được nhiều siêu phẩm xuất sắc như thế này? Tất cả đều sẽ được bật mí trong các khóa make up enhance nâng cao cấp tốc tại Sài Gòn. Tin vui cho các bạn make up artist tại miền Trung, khóa make up enhance nâng cao cấp tốc 5 ngày sẽ diễn ra vào tháng 5 tới và được tổ chức tại Đà Nẵng. Đây là khóa học đầu tiên mà học viện Hằng Thu Makeup Academy tổ chức tại Đà Nẵng, vậy nên hứa hẹn với mọi người khóa học này sẽ cực kỳ chất lượng. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội này nha.